xin chào cả nhà. Em lại quay Miss Malaysia hẳn mới về cho khách đây. Mời các bác lại vào xem video của em và ủng hộ cho kênh Trần Trọng Phạm của em nhé. Cái giống Miss Malaysia này ấy, hôm nay em vừa quay và em sẽ chỉ cho các bác cái cách thức trồng và chăm bón cái cây Miss Malaysia này, làm sao cho đúng và đảm bảo để chúng ta sớm thu được cái hiệu quả kinh tế như ý. Cái giống Miss Malaysia này thì có siêu dài Malaysia này thì có xuất xứ tại Malaysia và được đưa vào Việt Nam. Đưa vào Việt Nam chúng ta chắc đến nay, đến năm 2020 là được, năm nay là gần 3 năm. Mít thì rất là siêu múi, nhiều múi, không có sơ, ít sơ, ăn giòn và ngọt. Đấy, cây mít thì khá là khỏe. Bản thân cây mít này, hàng này là hàng nhập nguyên cây các bác nhé. Hàng nhập nguyên cây để đưa vào Việt Nam. Đây, tất cả là hàng nhập nguyên cây các bác nhé, chứ không phải là đưa về Việt Nam mới ghép. Đây, cái bầu của nó đây, tổng chiều cao cây là 30 phân. Bình thường là Miss Malaysia này ấy, là mỗi quả nó sẽ dài trung bình từ 65 đến 80 cm. Có quả dài hơn là nó sẽ dài vào tầm khoảng 1 m. Và có kích thước thì rất là to, nó dao động từ 25 đến 45 kg. Dòng ở Việt Nam mình ấy, thì khách của em dùng rồi là phản ánh là cái Miss Malaysia này nó nặng tận 18 cân là có rồi. Ăn thì vị rất là thơm, ngọt, rất giòn. Cái dòng mít này có thể sử dụng chế biến thành chè, sữa chua, rồi mứt, rồi sấy khô. Tất cả những cái sản phẩm này đều rất là ngon miệng đấy. Nên là cái dòng mít này nếu mà có trồng một cái diện tích khá nhiều ở Việt Nam thì các bác cũng cứ yên tâm là không sợ là giá thành bị rớt giá hay là không có đầu ra các bác nhé. Riêng đầu ra thì lúc nào cũng rất nhiều luôn. Bình thường ở Malaysia ấy, thì các thương lái Trung Quốc người ta mua quả mít Malaysia này đến 50.000 đồng Việt Nam đồng 1 cân nhé. Đấy là người ta thu mua tại vườn. Còn ở Việt Nam mình thì thực tế ra là cũng chưa có cái vườn nào quá nhiều để khẳng định được rằng là người ta đang mua giá bao nhiêu cả. Nhưng mà những cái khách mà đã dùng với em thực tế rồi là các bác ấy thường tả với em là mít nó dài tầm gần 1 mét cơ, và quả 18 cân là có rồi. Đấy, mít, cái lô mít này của em rất là đẹp này các bác này. Cây cao đều đẹp, về vươn ngọn, lá xanh mướt. Thường thì cây em để trong vườn là cứ nảy bút như thế này. Đây, nảy bút như thế này gọi là cây khỏe nha các bác nhé. Cái mít Malaysia này ấy, thì các bác cứ trồng cho em dao động từ bắt đầu từ đầu xuân cho đến hết tháng 5, tháng 7. Dòng cái diện tích quá nhiều thì các bác nên chờ những cái đợt mưa để trồng, mà không cần phải tưới, vì khi chúng ta tưới một cái diện tích rộng thì nó rất là vất vả. Nên chúng ta có thể trồng chờ mưa, chờ trước và trước tháng 7 đi để tận dụng vào cơn mưa. Các bác nên trồng cái mít Malaysia này diện tích là 4 m một cây. 4 m một cây, nó sẽ rơi vào tầm 350 cây trên 1 ha. Em chỉ tính là 4 m một cây thôi, vì cái đất của mình, theo cái diện tích của miền Bắc của mình ấy, thì chúng ta chỉ nên trồng 4 m một cây thôi. Thường khách của em người ta còn trồng cả 3 m một cây cũng có. Nhưng mà 3 m, 3 m rưỡi, nhưng để đảm bảo về cái mật độ thì chúng ta cứ trồng 4 m một cây các bác nhé. Mít Malaysia thì giống chịu tốt với cái thổ nhưỡng nghèo dinh dưỡng cũng như là các cái khí hậu mà khắc nghiệt, giông bão. Đấy, thì các cái khí hậu mà khắc nghiệt, nó thích nghi được nhiều cái địa hình, và kể cả là ngập úng. Ngập úng nó cũng thích nghi được các bác nhá, chứ không chỉ là ấy đâu, nhưng mà tức là nó không úng quá là được. Nhưng mà gọi là nó là một cái loại mít mà có thể chịu được rất là tốt về khí hậu. Chịu được rất là những cái khí hậu gọi là khắc nghiệt so với các dòng mít khác. Trong quá trình trồng thì các bác có thể chọn đất canh tác mít là
trồng ở địa hình mặt bằng phẳng, thoát nước tốt. Đào nếu mà mặt bằng của miền Bắc chúng ta mà những cái vùng như kiểu là đất bằng phẳng mà không phải là đồi núi ấy, mấy cái tỉnh vùng miền của chúng ta mà bằng phẳng thì các bác đào rãnh sâu tầm 3-40cm đến 1m, 3-40cm đến 1m cho nước chảy. Đào hố, bà con có thể đào hố kích cỡ là vì cái bầu cây ấy, nó chỉ rơi vào có tầm khoảng 20 phân thôi, và mặt bầu nó rơi vào tầm 7 phân thì bà con chúng ta có thể dùng là đào hố nó sẽ là tầm khoảng 20 phân, sâu 20 và rộng 20, 15 đến 20 cho em. Sau đó là giải phân, cho phân chuồng hoai mục một chút thôi nhá, một chút phân chuồng hoai mục. Ví dụ như là chúng ta có thể bón lót là 10 đến 12 kg phân chuồng hoai mục, hoặc là 150 đến 250 g phân phân đầu trâu ấy, và 0,5 kg vôi trộn đều lên rồi rải vào hố và ủ trong một thời gian trước khi chúng ta trồng, để cho nó ổn định thì bắt đầu bà con mình bắt đầu đặt cây xuống và trồng. Trong thời gian mà trồng ban đầu ấy thì bà con mình có thể cắm một cái que để buộc một cái sợi dây cho cây nó ổn định. Sau khi trồng xong ấy thì bà con mình có thể phủ rơm hoặc là cỏ khô xung quanh gốc cây để chống xói mòn, và hoặc là cỏ dại nhá, có thể phủ lên xung quanh gốc cây để chống xói mòn. Sau đó là tưới giữ ẩm cho cây. Chúng ta cứ tưới cho cây, thông thường với những cái cây mít này thì bà con mình có thể tưới là dao động một ngày một lần vào sáng sớm hoặc là chiều tối khi mà đã tắt nắng hẳn. Chứ đừng tưới, đừng nhằm vào những cái lúc mà trời đang nắng nóng quá, chúng ta tưới là cây nó sẽ rất là hại. Cái quá trình chăm sóc thì với cái cây mít Malai này thì các bác sẽ làm cỏ cho em tầm khoảng tháng 2 hoặc tháng 1 năm 2 lần thôi, tháng 2 và tháng 8. Các bác cứ làm cỏ xung quanh gốc cây và xới đất lên, đắp như kiểu đắp ụ xung quanh gốc cây ấy. Sau đó là sau như thế thì cái lượng cái phân chúng ta rải ở trên mặt đất này này để cho cây nó ngấm thì nó sẽ không bị, khi mà chúng ta đắp ụ như thế, đắp vòm vòm xung quanh ấy thì khi mà trời mưa to thì những cái phân nó sẽ không bị trôi đi. Như thế thì cây nó mới hấp thu được những cái dưỡng chất tốt nhất. Và tháng 2 đến tháng 2 hoặc tháng 8 thì hai lần các bác có thể xới đất một lần. Có thể là khi cây đã có cành tán thì các bác tạo cành, tạo tán cho cây 1 đến 2 lần một năm, sau khi cây đã được 2 3 năm năm tuổi rồi đấy nhá. Còn đối với thuốc trừ sâu thì với cái dòng cây mít Malaysia này, quả dài này thì hiện tại đưa vào Việt Nam thì cây khá là khỏe và chưa thấy phải sử dụng bất cứ một loại phân bón gì. Thường thì em ở đây em chỉ sử dụng bằng cái phân mà khi mà trời mưa nhiều ấy, đây là em để cái số lượng cây quá nhiều trong vườn ấy, thì khi mà trời mưa nhiều thì mưa nhiều nó sinh ra các cái loại giống như kiểu là hiện tượng nấm trên cây ấy, thì em đang sử dụng các loại thuốc để phun trừ nấm thôi, chứ còn em chưa sử dụng cái gì. Còn các bác cần thì các bác có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu hoặc là kích ra lá cho cây nó phát triển mạnh. Cũng không cần, nói chung là không nhất thiết phải làm đến những cái việc đấy đâu, vì khi cây trồng xuống thì nó rất là khỏe rồi. Thì các bác chỉ cần trồng gọi là chăm sóc, tưới nước bình thường và cho phân vun gốc đơn giản thôi. Bản thân cái cây này là nó chịu được rất là cái khí hậu rất là khắc nghiệt, nên là nó cũng không yêu cầu phải trồng trong một cái vùng đất nào nó quá là nhiều dinh dưỡng đâu. Nên là các bác trồng với dòng mít Malaysia này thì quá là đơn giản để cho chúng ta chăm sóc nhé. Với sâu đục thân thì các bác cũng không phải ngại, bao giờ mít thì cũng sinh ra cái dạng sâu đục thân đối với mít ta nhé, nhưng mà với mít Malaysia này cũng không cần thiết lắm, nhưng mà để đề phòng thôi nhé. Thì cuối năm vào các dịp Tết, gần Tết ấy, vào bắt đầu mùa hanh khô, sinh ra nhiều cái loại sâu rồi các ký sinh trùng bám trên cây ấy, thì chúng ta có thể hòa vôi để một thời gian ổn định. Sau đó là các bác quét vôi lên toàn bộ thân gốc cây cho em, từ mặt đất lên tầm tùy vào thân cây nhé, có thể là vài 30 phân, có thể là đến 50 phân đến 1 mét cũng có nữa. Đấy, các bác cứ làm như thế và
chăm sóc cây như thế. 3 năm bắt đầu cây cho thu quả rồi, nên là 3 năm đến năm thứ 3 mà cho thu quả thì các bác chỉ để mỗi một cây 1 đến 2 quả thôi, vặt bớt đi cho cây nó khỏe. Đấy, bắt đầu từ năm thứ 4, năm thứ 5 trở đi chúng ta sẽ để cái lượng quả nhiều hơn. Đấy, cây rất là đẹp các bác nhé.